giải trí. Hôm nay mình sẽ làm món gùi gà chiên nước mắm nha. Đây là thịt gà mình đã mua ngoài chợ về. Còn đây là chảo dầu mình đã bắt sôi rồi nha. Giờ mình sẽ bỏ các bạn, đùi gà chiên nước mắm nha các bạn nha. Dầu đã sôi rồi đó, nó bún 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 nó bún lên nha các bạn. Này lấy nếp dùng chè an toàn nhất các bạn. Các bạn ha, quay về quay về lấy nếp dùng. Rồi một cái đùi gà này mua nhiêu tiền đó? Rồi mua hết nhiêu đây bao nhiêu tiền? 100.000. Rồi 100.000 nha các bạn. Được 4 cái đùi gà. Ừ. Còn cái này trà bá luôn nè. Rồi cho nó 10.000 cái đi. Mình sẽ chờ em của mình nó làm nước mắm nha các bạn nha. Nước mắm ướp. Đây các bạn chiên nha. Rồi giờ mình giả mắm phải không? Đây ớt mà mình nữa nha. Nhà ăn cay nên bỏ ớt nhiều. Này giả ớt nha các bạn. Đây cái nón hiện thoại đây các bạn. Xù cái nón này. Đây là chai dầu ăn nha các bạn. Đây chuẩn bị bỏ ớt vô giả nha các bạn. Mình kiểm tra lại cái đùi gà nó như thế nào nha các bạn. Ở dưới nó mình chưa chở được ha. Dầu mình bỏ cũng vừa vừa này. Nó nấu canh này. Tỏi ớt lúc ngọt đường nhiều vậy đúng không? Đấy nó giòn rồi các bạn ha, chờ bên bên này nó đang giả gia vị, bên này mình quay cái này ha, rồi có trở không? Bữa nào cũng mắm ngon hết á. Mình cầm cái xô này mình thủ cho chắc các bạn ha. Đây trang trí nha các bạn, nó xách dừa ra xách cà trang trí nha các bạn. Bếp thì nhà nó cũng nghèo nghèo nên là có sao làm vậy các bạn ha. Chụp bông hoa rồi các bạn. Thank you.
tí nữa mình làm nấm lên cho nó thấm nhiều lên, nó thấm bìa cái bìa trà nữa. Như trước khi mà mình chiên mình thìa trước của mình chăm trước hay là mình chiên rồi mình chăm đang ở như vậy? Mình trước khi mình làm chăm cũng được. Nãy thì chờ anh đâu đó. Này có lá giang nữa nha các bạn. Canh chua lá giang nha các bạn. Đây, hình cá côm này các bạn. Để cho nó thêm lửa cho nó vàng một xíu cho nó nhìn nó đẹp nữa các bạn ha. Làm cái này cũng khá là đơn giản nha các bạn. Này ăn cái đùi gà này chứ nó no tới chiều luôn á. Mình thường xuyên đảo đều ha các bạn ha. Cái da nó rất là giòn. Ồ, giòn chặt luôn, ngon lành quá. Đây có sự góp mặt của diễn viên điện ảnh Hollywood đến từ các bạn. Rồi đổ bớt dầu ra nha các bạn. Dầu cũ luôn phải không? Còn dầu cũ luôn đúng không? Lấy cái dầu gà của gà này á. Tắt bếp. Rồi mình đổ cái này vào. Nhấn lại để cái này. Làm gì để cho nó sánh lại với lại cái đường á các bạn, nó tan đều. Anh em thử vậy chứ nó vừa chưa? Cho một ít đường nữa. Mình phải nêm thử nha các bạn, nếu mà nó chưa hợp cái vị của mình thì mình có thể thêm đường, mình nêm thêm bột nêm hoặc nêm tùy theo cái khẩu vị của mình ăn. Rớt tiêu. Rồi đã đều rồi. Sao mình bỏ cái gà mình trộn. Trộn lên mình đảo đều lên.
lanh con lanh cái đùi gà nha, trong cái nước sốt mình nó xem xíu. Cái đường của mắm nó dễ cháy nên mình hạ lửa nhỏ lại. Nó giờ nó bay mùi thơm hết rồi. Thơm quá. Mùi thơm của thịt gà, của đường. nước mắm với lại đường, tỏi á, mùi tỏi nữa, nó thơm. Đây là mình kêu món gì? Đùi gà chiên nước mắm. Mình đảo đều nha các bạn, để cho nó, mình để là không đảo đều là nó cháy ở dưới. Tại có đường với lại mắm nó dễ cháy. Rồi, cái này cái hỗn hợp nó đã dính vào cái gà rồi, bây giờ mình tắt bếp nha. Rồi mình cho gia vị. Này các bạn, sữa làm cái chén rồi để cơm rồi các bạn ha. Để nhìn cho nó hấp dẫn. Ở trong nhà đậu cái nón nha các bạn. Nhà ngồi trời chứ không phải trong nhà bếp. Bây giờ mình sẽ cho gà hồi nãy mình làm vào. Rồi. Múc cái nước nha, múc cái nước sốt nha, mình rứa lên nha. Cái này làm gà cái này nè các bạn, làm mặn ngọt tùy theo cái khẩu vị của mình nha. Mình làm cũng không có mặn cũng không có ngọt lắm, vừa. Đó, rồi xong mình sẽ rưới ít hành ngò lên. Bây giờ mình rải cái hành ngò lên nha các bạn. Do đi chợ trẻ nha các bạn, cái hành ngò này là bà bán ngò bà đưa cái lá nó cũng quéo quéo nha các bạn à, nhưng mà cũng còn xanh tươi đẹp các bạn. Rất là hấp dẫn. Này bán dĩa cơm này là 40.000. Xong. Rồi giờ bán Trang bán bưng lên cho các bạn. Hôm nay có khách mời giờ. Thử đi. Cứ dữ vậy. Trời ơi. Rồi, như vậy là video của chúng ta cũng đã hoàn thành nha các bạn.